Hello, hello, xin chào mọi người nhá. Kho bên mình hôm nay đang có gọi là tri ân khách hàng và đã giảm giá kịch sàn cho tất cả quý khách hàng nhá. Đó là bên mình đang sale mẫu đó là iPad E1. Đây là chúng ta sẽ có hai phiên bản, đó là bản Only Wi-Fi và phiên bản 4G các bạn nhé. Hiện tại nó đang chạy iOS 12 cho nên là tất cả mọi ứng dụng ở tháng 9 năm 2012 này thì 2022 này thì nó vẫn chạy ổn định và vẫn tải bình thường các bạn nhé. Đấy, trên màn hình thì bên mình đang tải cho các bạn rất nhanh, rất mượt. Tất cả mọi ứng dụng từ văn phòng rồi cho đến ứng dụng game rồi những ứng dụng mạng xã hội, tất cả những ứng dụng ngân hàng đều có thể tải được hết các bạn nhé, trò chơi các kiểu luôn. Và đặc biệt là giá của nó ấy, đây là bên mình đang sale giá 2650, đó là hàng chất nha các bạn nhé. Hàng chất, máy đẹp, pin cao. Đấy, tiêu chuẩn hoàn toàn zin Âu 100% các bạn nhé. Đấy, tất cả, kể cả Zoom này, tất cả những cái phần mềm ứng dụng học tập đều có thể chạy được trên chiếc iPad E1 này các bạn nhé. Đây là mình đang tải trên tháng 9 năm 2022 các bạn nhé. Tất cả ứng dụng bình thường và những cái ứng dụng này nó sẽ dùng được mãi mãi các bạn nhé, không sợ ảnh hưởng gì. Đây là hình thức để của máy. Đây, giới thiệu cho các bạn xem là rất đẹp. Bên mình chuyên máy đẹp và hàng chất, hàng keng anh em nhá. Đấy, hàng zin Âu đẹp, pin cao. Đó là tiêu chí bên mình, hàng bên mình bán bao lâu nay các bạn đều biết rồi đấy. Đấy, anh em nhìn nhá, rất đẹp luôn, quá đẹp luôn. Rồi, đấy, ngoài ra thì rất nhiều hàng, toàn hàng siêu thôi. Đây là cách phân biệt giữa bản 4G và bản Wi-Fi các bạn nhá. Bản 4G chúng ta sẽ có một cái giải nhựa ở ngay trên đầu và bên thành bên viền ấy nó sẽ có thêm một cái khe cắm sim. Đấy, nó chỉ khác nhau thế thôi, còn mọi cấu hình của nó đều giống nhau các bạn nhá. Nó có camera phía sau là có thể quay được video full HD các bạn nhá. Đấy, full HD luôn. Và bên cạnh đó thì là chúng ta sẽ nhìn thấy đây, bên mình cũng trang bị lên luôn củ sạc nhanh 12W nhá. Đấy, sạc nhanh 12W, sạc Lightning, hàng Foxconn luôn, hàng chất luôn các bạn nhá. Đấy, hàng cao cấp đấy, kèm thêm một bao da Kaku. Đấy, bao da này là dạng bao da gần như cao cấp nhất thị trường rồi. Bên mình đã gọi là trang bị là đầy đủ luôn, hoàn toàn các bạn về chỉ việc dùng thôi, không thể mua sắm gì cả. Đây, chúng ta sẽ lướt một số ứng dụng tạm qua một chút để các bạn nhìn thấy là rất mượt nhá. Chế độ bảo hành bên mình là 3 tháng một đổi một, lỗi là đổi nhá, không sửa chữa gì hết, lỗi là đổi cây khác luôn. Đấy anh em ạ, đấy, mua bán ở bên mình hoàn toàn yên tâm nhá, hỗ trợ ship toàn quốc. Các bạn vui lòng áp số điện thoại 0567058 nhá. Cảm ơn anh em đã xem video, mong anh em hãy ủng hộ bên mình rất nhiều. Đấy, rất nhiều hàng toàn hàng chất nhá, chuyên iPad luôn. Thank you.